Vâng, nhiên nhiên chào mừng tất cả anh chị đã trở lại với Xem Đam Mê, có địa chỉ tại số 3 đường Định Nhạch, phố Hải Dương. Và số hotline được anh chị tiện liên hệ 0935 32 3333. Thì cũng xin vào đầu chương trình một lần nữa thì cho Phúc Yêu gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị luôn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ Xem Đam Mê. Và chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Vậy thì tất cả những sản phẩm Xem Đam Mê đều có được bao test chính hãng, cam kết không đâm xô, không gặp nước thủy kích và máy móc là còn nguyên zin, chưa bị bổ các anh chị nhé. Thì đây là một sản phẩm vô cùng là đáng quan tâm. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên trước gầm cao 5 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Kia Hàn Quốc. Thì tên gọi của nó là một chiếc Sportage. Và Sportage được sản xuất năm 2012. Những cái sản phẩm xe nhập này là những sản phẩm rất là hiếm, trên thị trường không có nhiều. Thực sự vận hành những chiếc xe nhập và những sản phẩm sau Tết là một dòng xe vô cùng đáng đi. Nếu anh chị nào đã từng cầm lái nó rồi thì mới thấy được, cảm nhận được cái chất lượng và cái giá trị nó mang lại. Thì đây, xe sau Tết này thì được trang bị số tự động và động cơ 2.0. Các anh chị nhé, 2.0 máy xăng. Vậy thì chúng ta không mất thời gian nhiều, chúng ta có thể khám phá một mẫu xe sau Tết. Cái thứ nhất là chất lượng nó ra sao, cái thứ hai được trang bị những gì và lợi ích chúng ta khi sở hữu nó với giá trên 400 triệu đồng. Thực sự nó có đáng mua hay không thì các bác có thể so sánh. Chúng ta nhìn ngay ở cái phần đầu, nhìn chiếc xe nó khỏe khắn, cứng cáp đấy, một chiếc gầm cao biển thủ đô. Cũng khá là đẹp mắt. Và chúng ta có thể thấy ở mặt ga răng thì hình mũi hổ nó là ngôn ngữ thiết kế cổ Kia thì luôn luôn là như vậy. Lưới tản nhiệt thì phải nói là khá là rộng đấy, để dùng cho những cái đường thoát gió vào đây làm mát máy tốt hơn. Cái thứ hai ở phần đèn thì nó được trang bị một dải đèn LED định vị ban ngày và xi nhan được tích hợp vào đây, tôi đã bật sẵn. Và ở trong này thì nó là bi tinh cầu thủy tinh, người ta gọi là đèn projector. Và tất cả chất lượng phần đèn thì các bác có thể thấy nó không có một vết chảy xước hoặc ố mờ nào cả đó. Và kể cả chất lượng phần đèn gầm cũng còn trong như pha lê các bác nhé. Đấy, chất lượng phần đèn gầm. Và các bác có thể bước ngay sang bên này để thấy chất lượng một cách chi tiết và đầy đủ hơn. Thì cái phần đèn bên lái thì cũng vậy thôi, các bác có thể thấy nó còn mới kính còn trong suốt luôn. Đấy, trong suốt như mới luôn các bác nhé, kể cả phần đèn gầm đó. Đó là phần đầu. Đấy, và đèn tích hợp bao rẽ trên gương cũng là dải đèn LED và gương thì cũng khá là to để kiểm soát điểm mù tốt hơn. Nhưng đặc biệt khi đi bên cạnh thì các anh chị gặp ngay một bộ lốp rất là dày dặn đấy, để tăng cái độ êm. 4 phanh đĩa ABS và đặc biệt là bộ la răng 18 inch phay tuyệt đẹp, không một vết xước nào. Các bác có thể nhìn gần vào thì các bác mới cảm nhận được chất lượng của chiếc xe, đúng không ạ? Một dàn lốp mới 95% các bác nhé. Đó. Và khi đi vào bên cạnh này thì các bác có thể thấy một chiếc xe rất là cao ráo, rộng rãi và thoải mái. Và các bác có thể thấy nó được trang bị cảm biến khóa mở cửa và cảm biến khóa mở cửa và bật lên xuống. Và các bác có thể thấy cái la răng phía sau này chủ nhân cũng rất là giữ. Đấy. Thì các bác có thể thấy rằng nó không bị xước. Đấy. Là rằng phay mà như thế này thì quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Vậy thì phần đèn Sportage thiết kế cân đối hài hòa với phần đèn phía trước. Thì các bác có thể thấy ngay đây là cái phần đèn hậu zin nguyên bản. Và xi nhan thì họ chuyển xuống dưới này. Và ở đây thì có một cái đèn phản quang khi đi buổi tối rất là hay, đúng không ạ? Và có gạt mưa và đèn phanh trên cao. Và tôi thử phanh lên xem thực sự cái hiệu ứng phanh của nó như thế nào. Thì xin mời các bác có thể ngắm. Đó, khi chúng ta đi buổi tối mà chúng ta phanh lên thì sao ạ? Nó rất là ok. Và cũng khá là đẹp mắt, đúng không ạ? Đấy, rất là sáng sủa. Đó các bác nhé. Bản này thì yên tâm là cửa lóc panorama toàn cảnh rồi. Đấy. Riêng con này nó là thuộc loại đẹp xuất sắc rồi các bác ạ. Và chúng ta mở cốp thì các bác nhớ là nùa ở dưới này nhé. Nùa ở dưới này. Đấy, các bác không thấy ở phần mở cốp ở đâu cả. Riêng phần cốp sau thì ngoài cái sự rộng rãi thì tất cả mọi thứ, kể cả dàn âm thanh nó hay là đây này. Đằng sau cốp cũng được trang bị đến loa súp này. Đó, loa súp rất là to các bác nhé. Đấy, và các bác có thể thấy là lốp dự phòng tiêu chuẩn, nghĩa là 5 lốp như nhau. Đó, và kể cả kích đây còn mới cứng cựa, gần như chủ nhân chưa dùng. Thì các bác có thể thấy ngay được chất lượng chiếc xe nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Đó, cốp rộng rãi, ok, 5 chỗ ngồi. Rất rộng luôn, đó, rất rộng luôn các bác nhé. Đấy, đóng xe nhập thì thực sự nó rất là chắc. Từ cái cửa, từ cái cốp và tất cả mọi thứ thì nó rất là chắc. Và các bác có thể đi bên cạnh này thì thấy rằng cái la răng thứ ba để cho các bác thấy rằng nó cũng không bị chảy xước luôn. Còn rất đẹp, một từ là rất đẹp luôn. Toàn bộ xe.
Và các bác có thể thấy rằng cái la răng thứ tư, cái la răng cuối cùng để các bác xem cũng rất đẹp. Đó, tuyệt vời luôn nhé. Đó, đó là những hình thức của phòng ngoại thất. Vậy thì cảm biến khóa mở cửa cũng được trang bị cả bên phụ nữa các bác nhé. Vậy thì chúng ta hãy đi vào khoang nội thất. Đặc biệt nó được trang bị tất cả là vật liệu cao cấp như da xịn bao nhiêu năm. Thì chúng ta có thể xem bản tắp lô, tắp ly nguyên bản mà trên này cũng được trang bị loa này, loa này rất nhiều. Và đây nguyên bản đây các bác nhìn này, chất liệu của nó là nguyên bản nhé. Đó, đẹp. Và đây dưới này là da. Đó, tất cả là còn nguyên bản. Và các bác xem ngay cái ghế phụ và bản tắp lô, tắp ly đây. Đó, nó phải như thế. Ghế phụ đấy, nó ôm người và ghế là da xịn sò các bác nhé. Da xịn sò luôn. Đó, quá đẹp. Và bản trung tâm thì trang bị tối ưu các tính năng rồi, vì đây là bản full và nó là xe nhập sở bốc tết bản full các bác. Cái này có hai bản đấy, cái này có trang bị cả ga tự động cruise control này, ghế thì chỉnh điện rồi đấy, đèn auto đấy, và rất nhiều thứ để chúng tôi sẽ giải thích. Và các bác đi vào cái bản tâm ly thứ hai ở cửa đằng sau để thấy rằng wow, nó quá đẹp luôn. Zin nguyên bản các anh chị nhá, zin nguyên bản. Và ghế đằng sau thì còn căng đét, đúng là ghế zin xịn của nó. Bao nhiêu năm vẫn như thế này thôi. Nếu dọc xe thương mại bình thường thì vài năm chúng ta đã phải bọc lại một bộ ghế mới rồi. Nhưng đây là ghế zin xịn sò của nó. Có bệ tì tay được cốc đấy, đi đông thì các bác gạt lên đấy, ghế zin xịn của nó đẹp như thế này cơ mà. Đó, quá đẹp luôn. Và toàn bộ là cửa lóc, toàn cảnh paranoma các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy cửa lóc phía sau này, phía trước này, nghĩa là toàn cảnh của xe luôn. Và toàn bộ sàn là 5D. Đó. Và các bác có thể thấy rằng tôi thử ngồi vị trí ở vị trí ghế lái. Và các bác nhìn từ bên kia sang thì thấy rằng chiếc xe giữ thì đầu tiên hai chìa khóa theo xe. Đấy. Trang bị là đề lỗ thông minh các bác nhé. Đó, đề lỗ thông minh này. Đấy, đề lỗ thông minh này. Màn hình giải trí Android. Rất nhiều chức năng dẫn đường vệ tinh, xem YouTube rồi. Nói chung là như một cái iPad thôi. Và điều hòa auto tự động hai vùng. Và các bác xem chất lượng của cái chữ của nó còn đỏ au như mới. Có nghĩa là xe nó rất tươi. Đấy, các bác nhìn đấy. Hai vùng độc lập các bác nhé. Đi thì các bác lấy do trong cho em. Đó. Và trên này thì có một cái đồng hồ điện tử này. Gương chống chói chỉnh điện này. Đó. Cam hành trình. Cam lùi. Đấy, có hết các bác nhé. Và số tự động vào đây. Từ cái da này. Xịn sò của nó. Đấy, các bác nhìn chưa. Và đặc biệt cái này là có sấy hai ghế trước và làm mát. Đây tôi đang bật chế độ làm mát vào mùa hè. Còn sấy thì các bác bật lên đây. Còn làm mát thì các bác bật xuống đây thì nó sẽ làm mát ghế. Sướng chưa? Và chỉ trên Mercedes mới có rồi. Đó. Và các bác hãy đi sang phần bên lái đi để chúng ta thấy là chất lượng chiếc xe nó như thế nào. Vâng, thực sự là khi ngồi một chiếc xe gầm cao và một chiếc xe nhập thì thực sự người ta tính toán một cách triệt để cái lợi ích đấy, và cái sự thoải mái. Đấy. Và cái độ an toàn thì các bác ngồi nó rất thoải mái. Đấy, cao ráo. Đấy, và chạy xe nhập thì nó sướng rồi. Ghế chỉnh điện nhé. Và ra ghế này. Đấy, cái này thì có chống trơn, chống trượt, cân bằng điện tử này. Và hỗ trợ đổ đèo khởi hành ngang dốc. Và tất cả vật liệu của nó thì cao cấp rồi. Các bác nhìn này. Quá là ok. Con này mới chạy được 8 vạn 6 thôi. Mặt đồng hồ này. Soi vào đây mới thấy cái mặt đồng hồ nó led. Độ led rất là cao luôn. 8 vạn 6 quá ít. Và có tích hợp ga tự động cruise control này. Các bác nhớ một tính năng cực kỳ hiện đại. Tăng giảm âm lượng này. Chuyển bài hát này. Ngắt tiếng này. Nghe gọi điện thoại rảnh tay này. Đấy, vô lăng củ số zin. Toàn tập. Xe thực sự rất là đẹp. Đấy, cửa sổ lock. Mọi thứ. Không thiếu bất kể một cái gì. Và tắp lô tắp ly. Gương kính chỉnh điện và kính auto. Và các bác có thể zin nguyên bản. Cái chất liệu của nó thực sự xe nhập. Và một cái sản phẩm rất là đáng đi. Một chiếc sở bốc tết. Đấy, các bác đã trải nghiệm cái xe này. Và các bác đi ra phía sau để xem bản tâm ly phía sau. Và các hàng ghế phía sau thì thực sự nó đẹp thế nào. Và chúng ta sẽ đi ngay vào phần khoang động cơ. Đó. Và đi ngay vào khoang động cơ cho các anh chị nhé. Và tôi cũng cố gắng để lỗ máy đi. Để lỗ máy để các bác nghe cái khoang động cơ nó êm như thế nào. Đó. Đấy, tập lô tâm ly zin nguyên bản toàn phần. Đó. Vậy thì bây giờ tôi đóng cửa lại và các bác có thể được nghe khoang máy đang lổ luôn. Đó. Nó êm mức độ như thế nào. Để nó chứng minh cho chiếc xe chất lượng thì đây.
Đây, các bác có thể thấy là dây cu loa đang quay. Đấy, ra máy mọi thứ còn trắng sáng. Đấy, còn trắng sáng. Và nó êm như thế này. Đấy, các bác có nghe ăn gì không ạ? Chỉ hơi lạch tạch thôi. Đấy, hơi lạch tạch thôi. Và các bác có thể ngắm cỗ máy. Đấy, rất ok, rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Đó, tem mác mọi thứ còn đầy đủ nhá. Zin đét luôn. Đó, quá ok các bác nhé. Rất êm. Chúng ta chả nghe thứ gì mấy đâu. Chỉ lạch tạch nè tè thôi. Đó, máy nó êm đến mức độ như vậy. Thì các bác có thể thấy rằng chất lượng chiếc xe nó rất là ok. Và đó, và bây giờ tôi xin phép đóng lại để các anh chị có thể đi quanh một vòng trước khi chúng ta đi ở phần gầm. Đó, trước khi chúng ta đi phần gầm thì các bác hãy ngắm quanh một vòng ngoại thất để thấy rằng một chiếc Sportage nhập khẩu nguyên chiếc được sản xuất năm 2012, số tự động, động cơ 2.0. Đấy, nó chất lượng, giá trị như thế nào, người ta nói là xe màu trắng mẹ mắng cũng mua. Wow, một cái màu trắng rất đẹp. Đấy, rất sạch sẽ đúng không ạ? Đi xe màu trắng thì nó rất là sạch. Và đây là một chiếc Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao được sản xuất năm 2012. Số tự động, động cơ 2.0, máy xăng. Đấy, tích hợp full công nghệ. Vì đây là bản full các bác nhé. Một chiếc xe vô cùng là đáng đi. Đấy, trước khi đi phần gầm thì tôi cũng xin báo giá cho anh chị, để các bác nào mà quan tâm thì chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống phần gầm để kiểm chứng chất lượng chiếc xe. Thì xe đang được chào bán với giá là 480 triệu đồng. Đấy, trên thị trường thì có rất nhiều nơi bán xe và giá khác nhau. Vì nó là một chiếc xe qua sử dụng thì lúc đó nó chúng ta quan tâm về chất lượng. Người ta nói là tiền nào của ấy, và tất cả sản phẩm xe mà đam mê thì các bác yên tâm là tất cả đều có văn bản cam kết cho các anh chị. Đó là xe chất lượng, chúng tôi đã tuyển chọn rất kỹ. Vì thì chiếc Sportage này đang được chào bán với giá là 480 triệu đồng, 2012 nhập khẩu nguyên trước các bác nhé. Vậy thì các anh chị nào quan tâm thì xin mời tất cả các bác đi xuống phần gầm để kiểm chứng chất lượng chiếc xe và hiểu rõ hệ thống treo, khung gầm của nó ra sao. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ và thả những nút like, nút thích, thả tim, thả like để ủng hộ Phúc Video các anh chị nhé. Nhớ đăng ký kênh để nhận được tất cả những sản phẩm mới nhất tại kênh Xe và Đam Mê sẽ báo về máy cho các bác. Đó, thì các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn nút chuông để nhận thông báo và thả tim thả like để ủng hộ Phúc Video. Và một lần nữa xin chúc các anh chị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin mời các bác đi phần gầm. Vâng, và đây là phần gầm của chiếc xe Sportage. Xe Sportage thì nó là dòng xe nhập các bác nhé. Thì đương nhiên cái chất liệu và cái giá trị của xe nhập thì nó hơn. Máy thì các bác thấy rằng yên tâm tuyệt đối rồi. Wow, từ cái mã trên này các bác nhỉ, tất cả nhỉ, máy tuyệt vời rồi, giòn keo này, zin hết nhé, từng con ốc đó. Cái dòng sau bốc tết này thì xe nhập nó không có nhiều đâu ạ, nó không có nhiều các bác nhé. Quả máy của nó rất đã, đi sau bốc tết này nó sướng là có lý do đấy, các bác cứ nhìn gầm thôi các bác biết tại sao sau bốc tết đi thích mã của nó này đó. Đấy, những cái tem còn luôn. Đó, cắt te mọi thứ là zin đét hết, giòn keo zin hết nhé. Đấy, các bác nhìn quả máy của nó phê chưa, chất lượng chiếc xe thì miễn bàn rồi. Vâng, không cần bàn rồi đúng không ạ? Đấy, cả cụ phanh nó cũng rất là to để tăng cái độ bám ma sát này, càng a này. Đấy, càng đỡ máy này, tất cả zin hết các bác này. Đó, đầu taxi thì đây cho các bác xem, đầu tàng đầu taxi đây, zin hết nhé. Hai đầu răng này, zin nhá. Đấy, răng trước này, cố quay cho các bác này. Cái này thì tôi tháo hết cái tấm nhựa này ra để quay cho các bác khẳng định xe chất lượng này. Đầu ra xi, đầu răng này, zin nhá, không sợ bị va chạm nhá. Đó, giá trị quay phần gầm nó là như vậy các bác ạ. Đấy, gầm cao, máy thoáng thì đây. Đấy, tất cả đây. Cái này trước thì có được sơn phủ gầm toàn bộ rồi. Đây thì những cái này nó chóc, sơn phủ gầm thì cái bên trong này nó vẫn còn mới tinh này, xanh đẹp này. Tôn sắt thép của nó xanh nét nhé. Đây, lớp sơn phủ gầm còn rất dày trên này. Ba bô lê này, căng nét luôn. Đó, đây, ba bô lê đây. Anh nhìn, nó bong ra nó mới tinh luôn này. Đấy, nó bong ra nó cứ mới tinh luôn. Đấy, và chỉ có xe nhập mới có những đường keo như này. Đường keo thì tại chạy gầm này. Đó, tôn sắt thép các bác nhìn này. Đường keo này, tôn sắt thép này, xanh nét. Giá trị của xe nhập thì nó phải nói là như vậy. Đây, những cái đường keo này
các bác thấy chất chưa? Hệ thống treo này sau Tết này đi thì nó rất chắc xe, bồng bềnh, hệ thống treo làm việc rất sướng luôn. Đó, bô xong mọi vấn đề, và đầu ra xì cũng chuẩn men, không sợ bị va chạm này. Bác nhìn nhé, cam mạm bám đất cát tí thôi, một phần gầm mà. Đằng sau này, đầu ra xì cuối cùng này. Đấy, những cái ô tô bên cạnh này không sợ, cả cả bên cạnh nhỏ luôn. Đấy, cổ phanh, cái này 4 phanh đĩa. Đấy, chất nừ luôn. Bác nhìn họ em, đúng là xe sản phẩm xe đam mê thì nó như thế này. Đấy, đây cái má tôn ngoài cùng này. Đấy, không sợ bị va chạm, nối niềm với chassis nhé. Đó. Thì các bác hiểu rằng chiếc xe nó chuẩn mức độ như nào rồi. Vâng, nó chuẩn mức độ nào. Đây, cua lốp này, tôn sắt thép này. Xanh nét luôn. Đó, rất tuyệt luôn. Những cái đường keo đi thế này cơ mà, cạnh chassis này. Cách âm trông ổn nó tốt, nó là như vậy. Và cảm ơn các bác rất nhiều. Đấy, chỉ đến với xe đam mê, các bác mới khẳng định là có những chiếc xe chất lượng thôi. Đấy, máy móc từ trong sâu kìa các bác nhìn hộ em. Đấy, chuẩn men chưa. Đấy, khiếp thế cơ mà. Quá đẹp. Và cảm ơn các bác rất là nhiều nhé.